chào bạn tại bàn 5 vòng 32 chọn 16 giải tài thần bôi năm 2019 thì danh thủ lưu tung trạch đã để thua đáng tiếc cả hai trận đi đặc biệt là cả hai trận đều sớm chịu thua trước danh thủ tô nhũng trinh cụ thể trong báo 1 thì đến nước 21 họ lưu đã đưa tay đầu hàng còn trong báo hai thì mới đến nước 16 thì họ lưu đã đưa tay chịu chết diễn biến của hai bán đấu diễn ra sau mời các bạn theo dõi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.